Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề nguyên nhân cây mai trái bị lá và cách khắc phục triệt để luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn coi cái trái bị lá do quy khuẩn như thế nào các bạn. Ăn trái bị lá do quy khuẩn nó như thế này nè các bạn, thấy không? Đó. À, nó trái bị lá do quy khuẩn nè. Thì cái bệnh này là do một cái loại quy khuẩn, nấm quy khuẩn gây ra. Mà nó rất cứng đầu, khó trị lắm nha các bạn. Nó xảy ra trên những cây mai mà bị suy yếu nha các bạn. Cây mai càng bị yếu thì cái bệnh này nó dễ có. Những cây mai mạnh thì nó không có. Đó, bạn thấy không? Nó trái cái chớp lá nè. Thì nó ăn dần xuống cái rìa nè. Hả? Thì cái bệnh này thì cái thằng Antacon này nè. Với lại thằng Rhizomingon này nè. Nó không trị được nha các bạn. Kể cả luôn cái thằng Anvin này nè. Nó cũng không trị được nha các bạn. Nó không ngừa không trị được luôn. Này là do một cái loại vi khuẩn lạ khác. Nó sẽ không trị được. Thì các bạn tìm cho mình nha, cố gắng tìm cho mình cái loại này nè, OK20WB nè. Cái loại này thì nó là thuốc trừ bệnh do vi khuẩn trái bìa lá lúa các bạn, bạc lá đó. Là đặc trị bệnh trái bìa lá do vi khuẩn nè. Bạn cố gắng ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật nói bán cho tôi cái thằng này. Nếu không có thì các bạn mua cái loại mà đặc trị trái bìa lá lúa và bạc lá mới về bạn xịt. Thì cây này mình cũng đó cho nó bị rất là lâu rồi, mình không có xịt. Mình cứ lấy thằng Antacon, Rhizomingon và Anvin xịt hoài nó không có hết các bạn. Thì mình xịt cái thằng này thì mình thấy là nè, nó ra lá nó hết bị liền nè. À, ra lá mới hết bự liền. Mà đặc biệt xịt cái này lên là nó ra lá non liền à. Nó nắm bệnh nó ăn mà không ra lá non nổi luôn các bạn. Cây mà nó yếu vậy mà nó còn bị cái bệnh này nữa. Bởi vậy những cái cây mà các bạn thấy những cái cây mà bị yếu là thường có bệnh này liền hết á. Nó ra lá mới không có bị. Nó ra lá mới to lên liền nè các bạn, thấy không? Mà nó không có bị. Còn không thôi nó nhỏ vậy nè, nó vẫn bị. Đó, cây mà nó yếu nó si á. Thì cái loại nấm vi khuẩn này nó tấn công liền à. Nào mình cho các bạn xem lại cái hiệu thuốc nha. Loại này xịt rất là hay. Mình xịt mới có một lần nữa đó. Mình làm biến xịt lắm mà mình mới xịt có một lần thôi. Các bạn xịt 2-3 lần cho mình. Cách nhau 5 đến 7 ngày. Mình xịt trị mà là phải như vậy. Và xịt ngừa á. Ngừa thì các bạn nên mua loại này xịt khoảng tháng xịt lần nha các bạn. Thì cái loại này liều lượng pha là, các bạn pha là 1cc, xin lỗi 1 gram cho 1 lít nước. Hoặc là 1 gram cho 1 lít rưỡi nước nha các bạn. Nha. Tùy theo hướng dẫn thì 1 gram cho 1 lít rưỡi nước. Rồi các bạn, thí dụ các bạn pha thì cái cây này thì xịt chừng lít là nó ướt đẫm hết giáo rồi. Các bạn chỉ cần lấy 1 gram thôi. Gram pha lít rưỡi nước xịt được rồi. Thì cái bệnh này là bệnh nhức đầu lắm nha các bạn. Kể cả những nó ăn luôn những cái cây khác luôn nữa. Cây khác cũng bị y chang như vậy luôn. Mấy cây mà không phải cây mai nó cũng bị nè. Như đây mình có cây thần kỳ. Nó cũng bệnh y chang như vậy luôn nè. Mình xịt cũng xịt là nó hết luôn á. Hồi đó nó bị cái này nó trái xong rồi nó rụng lá hoài luôn. Giờ mình xịt là nó cũng hết. Thằng này nó cũng lây nha bạn, lây từ cây này cây kia ghê lắm á. Nhưng mà nó lây cho cái mấy cây yếu trước. Cây khỏe thì nó không lây nổi. Mấy cây mà quá mạnh thì nó không có lây bệnh này qua nổi nha các bạn. À, múc đằng xa cái cây nè, mình có cái cây này cái yếu nè. À, các bạn thấy không nè, nó lây nè, thấy không? Qua cái thằng này, cây này mạnh nè, nó không có lây kế bên luôn. À, cây mạnh này nó sợ lắm, thằng này nó chỉ ăn hiếp được mấy thằng yếu thôi, mạnh thì nó không có dám ăn hiếp. Đó. Cây này thì mình cũng xịt là nó cũng đỡ rồi nè. Cây này nó là cái cây si mà mình làm clip từ đầu năm tới bây giờ, các bạn thấy nó lá nó tùm lên rồi, ha. Ra lá non cũng hơi bự rồi, tùm lên rồi. Đáng lẽ nó không có tệ như vậy đâu, tại mấy con mèo nó nhảy chảnh hết giáo á, nó mới tệ như vậy đó, chứ đáng lẽ nó còn mạnh hơn các bạn.
nó da lá lại. Thì mình nói những cái cây si như thế này thì nấm bệnh nó tấn công rất là nhiều. Bởi vì mình chăm sóc cây si thì nó rất là cực các bạn. Bỏ thì tiếc, chăm thì nó cực lắm. Đó, những cái mai si này thường là 10 cây là hết 9 cây là nó bị cái bệnh này rồi, bệnh trái bị lá này nè các bạn. Nha. Cái thằng này thì sản xuất ở diễn ra công nghệ của Ấn Độ nha các bạn. À, bạn cố gắng kiếm mua cho mình nha. Rồi thì mình nói tới cái tháng lúc này mai của mình là cái tháng này là tháng giữa tháng 8 rồi. Thì mưa nhiều, sâu bệnh rất là nhiều, nhất là đặc biệt là bọ chỉ các bạn. Bọ chỉ lúc này là nó già. Các bạn xịt chừng 2-3 ngày là nó có lợi à. Thằng từng nó có lợi à, nó lì lắm. Các bạn nên xịt, cố gắng là bạn phối hợp hai thứ thuốc lại với nhau để bạn xịt. Các bạn bây giờ các bạn phối giữa thằng Confidor và thằng Yami này nè. Phối hai thằng là thằng nào cũng được. Miễn là phối, các bạn phối hai thằng là thôi. Mình ở đây thì mình hướng dẫn nhưng chứ mà nó không có xịt đâu, mình bỏ cho nó ăn mê luôn. Là mình làm biến. À, bạn phối hai thằng này lại. À, phối thì liều lượng các bạn vẫn để đúng liều lượng cho mình. Ví dụ như 1 lít nước là 1cc, 1cc cho 1 lít nước ha. Ví dụ các bạn lấy cái bình 8 lít thì các bạn pha thằng này 8cc, thằng này 8cc luôn vô cho mình bình 8 lít nha các bạn. Bạn xịt. Các bạn cố gắng xiên xịt thì nó sẽ ngừa được bò chỉ. Những tháng này bò chỉ ghê lắm. Bò chỉ là mưa xuống nó còn nhiều nữa. À, lúc này bò chỉ là nó tấn công rất là nhanh, kể cả những cái lá mà như thế này nè các bạn. Cái lá hơi sầm sầm lại vậy nó cũng vẫn quất, vẫn ăn được. Nó vẫn hút cái hút dừa cái lá được. Hút hầm cái dành lá nó to rồi, co cứng luôn các bạn. Nhất là những cái cây các bạn mà bón đạm nhiều á, um tùm á, nấm bệnh sâu bệnh nhiều. Thì các bạn trong những cái ngày mưa này nè, các bạn thấy trời ráo ráo bạn xịt được rồi. Xịt mà nó sau 5 tiếng là nó đạt hiệu quả rồi. Còn dưới 5 tiếng thì nó sẽ bị trôi, rửa trôi thuốc, giảm tác dụng tiêu diệt sâu bệnh. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn nha. Bạn nhớ mua cái loại đó mới đặc trị được nha các bạn. Chứ còn Ridomingol, Antacon hoặc là Envin thì nó không trị được cái bệnh này đâu nha các bạn. Đó, bệnh trái này nè, trái bị lá rất là cứng đầu, ăn hiếp những cái cây mà yếu ớt không à. Rồi mình xin hẹn các bạn video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.